Xin ui rồi. Bình tĩnh. Xin kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi là Hải Triều và Lạc Huy. Hiện tại đang được cầm trên tay những chiếc Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 đầu tiên tại Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ với các bạn những cái thay đổi, đúng rồi, như là những cái nâng cấp trên những dòng điện thoại gần này. Nói chung là cái này thì bọn mình cầm tạm thôi, chứ bọn mình đi sang Pháp mới là cầm chính. Đúng rồi. Tranh thủ khoe một tí. Thì flexing tí thôi. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì hiện tại Samsung Galaxy Z Fold 6 đang có mức giá niêm yết chỉ từ 43,9 triệu đồng. Thế nhưng ở thời điểm này, anh em tham gia đặt trước và thu cũ lên đời tại Cellphonex sẽ được giảm ngay 4 triệu. Hơn nữa là nếu như anh em nào đang có điện thoại gập cũ bán lại còn được thêm ưu đãi nữa nha. Đi cùng với đó là gói quà tặng và bảo hành Care Plus 2 năm chính hãng Samsung trị giá 12 triệu và thêm phần an tâm cho anh em dùng điện thoại gập nhé. Chi tiết về chương trình thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Cellphonex để anh em có thể an tâm theo dõi cũng như là tham khảo bất kỳ thông tin nào anh em cần nhé. Đấy. Năm nay thì là thực sự là đây là một trong những chiếc phone mà mình thích nhất luôn ấy. Thích nhất luôn. Bởi vì là năm ngoái thì thực ra thì nó vẫn còn một vài điểm yếu và kiểu một vài cái thiết kế nó cũng đã gọi là hơi cũ rồi. Ví dụ như năm là nay đã có những cái thay đổi. Đầu tiên là về màn hình ngoài đi. Màn hình ngoài thì nó đã lớn hơn. Đây, ở đây thì mình có riêng một chiếc Samsung Galaxy Fold đời trước để có thể so sánh cho các bạn, mà anh Huy cũng đang dùng cái máy luôn. Đấy, thì cái điểm đầu tiên về thiết kế thì có lẽ là anh em thấy ngay chính là cái thiết kế nó sẽ vuông vức hơn. Nhìn nó rất là mạnh mẽ, nhìn nó sang lắm nhỉ? Sang dã man luôn. Tại sao nó tạo ra được cái cảm giác như thế là bởi vì thứ nhất là cái thiết kế nó đã vuông vức hơn. Này, nhìn có thể thấy rõ các cạnh đây. Thì cái mức độ bo nó đã thấp hơn và nó mỏng hơn rất nhiều luôn. Đúng rồi. Mỏng cái nữa đó chính là những cái viền này ngày xưa làm bóng ấy thì bây giờ làm nhám. Đúng rồi. Nó rất sang hơn rất nhiều. Và có một vài những cái chi tiết nho nhỏ như kiểu là cái loa ấy. Loa ngày xưa thì kiểu nó thiết kế nó vẫn hơi cũ một tí nhưng bây giờ nó là một thanh. Nhìn sang hơn hẳn đúng không? Đúng rồi. Đây. Em lại cứ tưởng là cái khe cắm thể nhớ. Cái mặt trước này là người dùng Fold thế hệ cũ ấy thì sẽ có một cái vấn đề, đó chính là cái màn hình ở ngoài thì nó sẽ thỉnh thoảng bị bấm nhầm bởi vì nó nhỏ hơn. Nhưng mà đây thì nó đã gần như là một chiếc màn hình tràn viền luôn rồi. Mà thực ra nhá, cái có một cái mà mình muốn lưu ý với cả anh em, đó chính là khi mà chúng ta nhìn qua những cái thông số của một chiếc điện thoại của Z Fold 6 ấy thì có thể là anh em sẽ chưa thể mừng tượng ra được đâu. Nhưng mà nếu như anh em cầm trên tay cái máy này đây thì thực sự anh em sẽ thấy rằng đây sẽ là một chiếc điện thoại nó rất là nhẹ, cầm thích á. Nên mình nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian mà Z Fold 6 mở bán tại Việt Nam thì có thể là anh em nên ra cửa hàng anh em cầm thử xem. Thì có thể có một cái trải nghiệm nó tốt nhất. Đây là ví dụ như là những cái viền này nó đã làm sát tới cạnh luôn rồi. Ví dụ viền dưới này cũng được làm sát tới luôn. Em nghĩ là Z Fold 7 có khi nó còn sát hơn nữa cơ. Đúng rồi. Đây nó đã sát hơn rất nhiều nên là cảm giác là dùng bây giờ cái màn hình ngoài nó như một chiếc điện thoại bình thường luôn. Hợp lý. Trọng lượng năm nay của nó đã được cắt giảm, nhớ không nhầm là chỉ bề chỉ tương đương với một chiếc Galaxy A4 Ultra. Tức là không bề... mà công nhận là khi mà cầm vào thì cảm giác nó nhẹ thật. Kể cả anh hoặc là rất nhiều người bạn dùng những thế hệ Fold trước thì đều có một cái gọi là feedback là nó nặng hơn. Nặng hơn và kiểu cầm nó khó chịu, nhưng mà bây giờ thì nó chỉ trọng lượng nó chỉ bằng một chiếc điện thoại thanh thôi. Đúng rồi, thế như thế thì cái quá trình ra sử dụng nó sẽ tiện tay hơn rất là nhiều. Để mấy cả ví dụ như là cái cụm camera cũng được gọi là làm mới hơn. Nhìn nó lực nhỉ. Nhìn nó kiểu là như cái này được thiết kế gọi là được thiết kế lại ngôn ngữ nó phẳng hơn và nó không còn bóng nữa. Đúng ngày rồi. Xưa có những chi tiết bóng nên là kiểu nó kiểu là nó hơi out trend so với những cái thiết kế bây giờ. Bây giờ thiết kế là phẳng, không còn là nổi nữa rồi. Đúng rồi. Và đặc biệt là theo như mình vừa mới nghe Samsung chia sẻ thì cái phần bản lề họ cũng đã gia cố cho nó trở nên bền bỉ hơn. Đúng rồi. Và đây nhá, họ rất tự tin cho mình bẻ đây. Họ cực kỳ tự tin là anh em có thể bẻ như thế này không hỏng. Đây, anh em nhìn này, mình đang bẻ này. Đấy, thấy không? Không vấn đề gì luôn mà thì không làm sao cả. Thực sự là Samsung năm nay họ cực kỳ tự tin về cái độ bền của chiếc Samsung Galaxy Fold 6 này. Cái bản lề này thì là nó đã được làm nhỏ hơn. À và mình đây. Cũng có khả năng kháng nước đúng không anh? Nhân tiện ở đây là mình đang có hồ bơi. Mình. Nói chung là cũng giống như là chiếc Samsung Galaxy A4 Ultra thì chiếc Z Fold 6 của chúng ta. Đây. Tổng hợp của những cái khí tài quân sự rất là khủng khiếp. S24 Ultra đó chính là Titan. Đấy là loại Titan sử dụng ở trong tàu ngầm. Đúng rồi.
Còn cái loại hợp kim ở trong Galaxy S24 bình thường và trong Z Fold là loại hợp kim sử dụng trong tàu con thoi của vũ trụ. Bởi vì thứ nhất là nó đảm bảo được như là chịu được nhiệt, chịu được gọi là biến dạng và chịu có độ bền cao. Đúng rồi. Cái này không phải là chém đâu, cái này là thật. Cái này là thật đấy. Bởi vì những cái vật liệu ở vũ trụ thì nó đòi hỏi cái gọi là tính bền tiêu chuẩn rất là cao, đúng không? Bên cạnh đấy thì nó cũng có gọi là hệ thống tản nhiệt được nâng cấp hơn. Tản nhiệt buồng hơi. Đúng rồi, tản nhiệt buồng hơi. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có một cái thời lượng pin sử dụng tốt hơn. Con chip năm nay là một con chip cực kỳ khủng. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy luôn. Thiết kế riêng cho Galaxy. Đúng rồi. Nhưng mà đúng là thực sự là mọi thứ mới chỉ gọi là màn dạng khởi động. Khởi động. Tất cả mọi thứ wow nhất khi là các bạn mở chiếc điện thoại ra. Đúng rồi. Thực sự là quá đẹp luôn. Thứ nhất là về độ sáng. Độ sáng nó sáng hơn những cái màn hình cũ. Kiểu là khi mở ra ấy, thì cái nếp gấp nó đã được nhỏ hơn. Dĩ nhiên là nếp gấp này thì nó không thể nào hết được. Nhưng mà ý là cái mức độ gấp của nó đã được nhỏ hơn khoảng độ 50%. Khi nhìn chính diện thì rất khó để thấy là có nếp gấp. Nhưng mà khi nghiêng nghiêng bắt đầu mới thấy được. Còn ở những cái thế hệ cũ thì các bạn để thẳng nha, các bạn cũng thấy là cái nếp gấp nó cũng khá là to ở giữa rồi. Đây mình thì cũng sẽ chia sẻ nhanh thêm về cái con Z Flip nữa. Đây. Năm nay kiểu là cũng sẽ có rất nhiều những cái màu sắc mới. Nên là chúng ta sẽ có màu vàng này, màu xanh min này, xong rồi xanh maya và cả màu xám tổ nữa. Chính là em lại thấy là cái Z Flip 6 này này thay đổi các thứ nhìn đẹp hơn cả Z Fold. Không, em nghĩ là giới trẻ sẽ rất, các bạn trẻ sẽ rất thích cái cái máy này. Với cả năm nay thì các bạn có thể nhìn ngoài là thấy cái camera năm nay cũng là một cái trong những cái điểm nhấn. Đúng rồi. Là đã nâng từ 12 megapixel đến 50 megapixel. Nhìn nó giống con Minion nhỉ. Nhìn cute ấy. Kiểu năm nay màu sắc cũng rất chi là đẹp ấy. Tất cả cũng kiểu là các thiết kế cũng được làm liền mạch hơn giống dòng Fold ấy, nên là cảm giác rất chi là đẹp luôn. Và cũng rất là bền nữa. Năm nay thì cái máy này viên pin của nó đặc biệt là cũng được lên tới là hơn 4000 mAh. Tức nghĩa là một cái viên pin rất là lớn cho một chiếc điện thoại gập mà tí xíu như thế này. Bản lề cũng bền nha. Nói chung là nếu như chúng ta chỉ nhìn qua bên ngoài như này thôi thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một cái máy mà nó sẽ mỏng manh và nó sẽ hơi yếu hơn một chút, nhưng mà không, thực ra là Samsung năm nay họ trang bị phần cứng, về mặt phần cứng cho cái máy này rất là nhiều. Bản lề cũng đã được gia cố làm cho bền hơn này. Viên pin cũng được làm lên tới 4000 mAh này. Con chip cũng là Snapdragon 8 Gen 3. Cùng với đó là cái camera của nó cũng được lên tới là 50 megapixel, tức nghĩa là về cái trang bị phần cứng của cái máy này nó không thua bất cứ một chiếc điện thoại cao cấp nào trên thị trường hiện nay. Đúng rồi. Ok, bên cạnh những cái thay đổi về mặt phần cứng đi thì Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 năm nay cũng sẽ được nâng cấp rất nhiều về khoản Galaxy AI. Có một cái mà cá nhân em rất là ấn tượng, đấy chính là về cái phát thảo thông minh. Đây, ví dụ đơn giản như việc là khi mà đây anh em có thấy mình đang có mặt ở một cái bể bơi chẳng hạn. Đây được chưa? Mình đang có mặt ở một cái bể bơi đây. Đấy, mình gõ này. Đó, sau đấy thì mình sẽ vẽ thử vào đây một cái con thuyền chẳng hạn đi. Rồi. Con thuyền đi. Rồi, ok. Nghe chẳng nghe không nhận ra được con thuyền nữa. Để cho con thuyền ở giữa hồ bơi xem có được không? Chính ra anh thấy cũng nhanh phết nhỉ? Nếu mà so với cả mấy cái lần trước em làm. Đấy, ngon luôn, bây giờ ôi cũng là thuyền đắm này. Hợp lý là thuyền bốc đuôi, thuyền bốc đuôi kìa. Ai thích du thuyền này đấy. Hợp lý đấy, save copy. Save copy đấy. Thế thử vẽ đám mây nhỉ? Đám mây thì em sợ nó nhận diện là đám mây rồi chứ. Thì nó phải tự thêm chứ. Hay là đám mây mưa. Nhỉ. Đúng không? Có sấm sét đi xuống ấy. Vẽ được đám mây ấy chứ. Đùa đâu. Hợp lý đấy. Ê thử. Xem copy tiếp. Tức nghĩa là mình sẽ làm nhiều lần. Đúng không? Rồi. Đây. Tiếp rồi. Đấy. Đám mây mưa đi. Không. Mình vẽ mặt trời thế nào. Trời đi. Đấy. Anh vẽ mặt trời cho nó giống mặt trời đi nào. Mặt trời đấy. Được. Đấy, chọn cái này đi. Hợp lý. Đấy thì là nếu mà có thời gian thì bọn mình sẽ demo năm nay quá nhiều những cái tính năng AI luôn. Đúng rồi, nói chung là năm nay rất là nhiều và thời gian thì có hạn nên mình không thể nào mà chia sẻ các bạn được. Đấy. Nhưng mà cũng chia sẻ nhanh các bạn là năm nay Samsung có... đây cũng là một trong sản phẩm mới của Samsung, đó chính là chiếc tai nghe Buds 3 Pro. Đấy. Là một chiếc tai nghe có một thiết kế hoàn toàn mới, rất đẹp.
nhìn cực kỳ là tương lai. Và có những ứng dụng những cái tính năng AI ấy, và đây nó sẽ có một cái giải đèn ở đây nữa. Đúng rồi đấy. Nhưng mà bọn mình thì hình như cái này bọn mình chưa kết nối. Đây với kiểu năm nay kiểu phong cách rất kiểu tàu vũ trụ ấy. Nhìn như kiểu là trong những cái bộ phim khoa học viễn tưởng ấy. Với cả năm nay có thêm một cái đồng hồ nữa. Đồng hồ Galaxy Watch Ultra. Đấy cũng rất là hay. Một bản cao cấp của cao cấp. Đấy nhưng mà nói chung là thời gian bây giờ bọn mình là phải đi trả lại máy rồi. Có lẽ là sẽ phải hẹn anh em ở bên Paris. Ok rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo nhá. Bye bye.